Chào mừng các bạn đã đến với Thế Giới Bí Ẩn, kênh chuyên tổng hợp những clip độc đáo khác lạ về những điều bí ẩn trên thế giới muôn màu. Hãy cùng chúng mình khám phá những điều thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Các bạn nhớ nhấn subscribe và bật vào chuông thông báo để ủng hộ cho tụi mình nhé. Xin chào. Từ trước đến nay, đã có không ít tỷ phú gốc Việt lập nghiệp và thành danh trên đất Mỹ. Họ nổi tiếng vì sự giàu có, tài giỏi, dù nhiều người chỉ đi lên từ hai bàn tay trắng. Cùng điểm qua 6 cái tên ngay sau đây. Trung Dũng. Trung Dũng được biết đến là một tỷ phú người Việt trên đất Mỹ. Năm 1984, anh rời Việt Nam vỏn vẹn với 2 USD. 15 năm sau đó, ông trở thành một huyền thoại trong thế giới công nghệ cao, khi thu về 1,8 tỷ USD sau khi bán công ty riêng của mình. Cụ thể, khi ấy, vừa học vừa làm, sau khi hoàn thành tất cả các học phần cho chương trình tiến sĩ, Dũng quyết định bỏ không làm luận án tốt nghiệp để kiếm việc trợ giúp gia đình. Bắt đầu với một công ty phần mềm thương mại điện tử, vào năm 1996, ông nghỉ việc để tập trung cho công việc phát triển công nghệ. Dũng sáng lập và trở thành giám đốc công nghệ của On Display, công ty thương mại điện tử tạo ra các phần mềm cho phép các doanh nghiệp tìm và sàng lọc những khối lượng dữ liệu lớn. Năm 1999, Dũng bán On Display với giá 1,8 tỷ USD. Sau đó, ông sáng lập và trở thành CEO của Fortrex Solution, công ty chuyên về ứng dụng doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa độ linh hoạt của chuỗi cung ứng và hiệu quả dây chuyền sản xuất. Fortrex được tài trợ bởi những nhà đầu tư hàng đầu như Matrix Partners, Raylock và Sigma Partner, và Trung Dũng được trao giải cây đuốc vàng tại Đại hội Toàn quốc Người Mỹ gốc Việt tại Washington, D.C. Triệu Như Phát. Sinh ra tại Hải Phòng, năm 7 tuổi, ông theo gia đình vào Sài Gòn. Lớn lên trong gia đình có đến 10 anh chị em, ông phải vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học ngành văn và ngoại ngữ. Sau đó, ông làm công việc xúc tiến kinh doanh cho một công ty tại Sài Gòn, rồi làm thông dịch viên. Năm 1975, ông cùng vợ sang Mỹ định cư. Nhờ vào vốn tiếng Anh nên ông dễ dàng tìm được công việc bán máy hút bụi tại California. Thế nhưng, với đam mê làm giàu sẵn có, ông quyết tâm khởi sự kinh doanh cho riêng mình. Khi đó, chàng trai trẻ Triệu Như Phát không vội vã làm giàu mà muốn có trước hết một nền tảng kiến thức vững chắc. Vì thế, ông chấp nhận làm công việc bảo vệ để đi học thêm. 3 năm sau khi đặt chân đến đất Mỹ, tức năm 1978, sau những vất vả, khó nhọc, ông tự đứng ra mở một cơ sở kinh doanh riêng của mình, công ty Bridge Group, chuyên phục vụ về đầu tư và phát triển địa ốc. Với số vốn một nửa là của ông, nửa còn lại do một người Mỹ gốc châu Âu, giám đốc một ngân hàng Mỹ đóng góp. Dùng hết tâm huyết vào đây, suốt 10 năm trời, gần như tuần nào ông cũng làm việc 7 ngày với hơn 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Sau gần 30 năm, công ty Bridge Group phát triển rất mạnh và trở thành Bridge Group Inc., chuyên đầu tư bất động sản ở nhiều nơi với số vốn lên đến khoảng hơn 500 triệu USD và có văn phòng tọa lạc tại Little, Sài Gòn. Năm 2002, Tổng thống Mỹ, khi đó là ông George Bush, chỉ định ông Triệu Như Phát vào Ban Giám đốc Quỹ Giáo dục Việt Nam, VEF. Sau đó, ông trở thành giám đốc của VEF. Năm 2005, ông được những thành viên hội đồng tín nhiệm và bầu ông giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEF. Hoàng Kiều. Doanh nhân Việt 77 tuổi Hoàng Kiều sinh ra và lớn lên tại làng Bích Khê, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Vốn yêu thích công việc kinh doanh từ nhỏ, Hoàng Kiều sớm đạt được thành công ở tuổi 30 khi sở hữu một khách sạn lớn ở Đà Nẵng. Năm 1975, ông sang Mỹ làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng và tìm được công việc tại phòng thí nghiệm điều trị gan của Abbott. Sau 5 năm, ông được đề bạt lên vị trí giám đốc, được cử đi học quản trị kinh doanh. Sau đó hùng vốn mua lại một phần cơ sở thí nghiệm này. Từ đây, ông lập công ty RAAS và điều hành công việc thu gom huyết thanh chuyên dụng, cung cấp cho ngành công nghiệp phân tách. Đến năm 1985, ông đã có 11 trung tâm huyết tương trên khắp nước Mỹ. Vài năm sau nữa, Hoàng Kiều mở rộng ra toàn cầu. Cuối cùng, tiến sâu vào thị trường Trung Quốc. Sau vài năm làm tại Abbott, ông được thăng chức, sau đó trở thành giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương. Dù đến nay, Hoàng Kiều không nằm trong danh sách tỷ phú USD của thế giới nữa, nhưng ông cũng thành công khi xây dựng được công ty rượu vang Kiều Hoàng Winery nổi tiếng California.
Trong một chia sẻ với báo chí, Hằng Kiều từng chia sẻ có 80 cô gái đi qua cuộc đời ông, nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là mối tình ồn ào với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Chính Chu. Trong giới đầu tư tài chính Mỹ, cái tên Chính E Chu là một trong các tên vô cùng quen thuộc mà mỗi khi nhắc đến mọi người phải kiêng nể. Chính E Chu, Chính Chu, sinh năm 1966 tại Việt Nam. Năm 1975, ông cùng di cư sang Mỹ với vốn liếng chỉ vài trăm USD. Vừa đi học, ông Chu vừa bán sách lẻ và giao đến tận nhà. Chu có bằng cử nhân tài chính tại Đại học Buffalo, một trường công tại New York, Mỹ. Hiện tại, Chính E Chu đang là cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone, Mỹ. Chính E Chu sở hữu trong tay số tài sản lên tới 1,1 tỷ USD. Biệt tài mà mọi người nhớ tới ông chính là khả năng đạo diễn hàng loạt vụ thương thuyết cho Blackstone. Nhiều người nói đùa rằng không có thương vụ nào tuột khỏi tay Chính E Chu. Bằng khả năng của mình, Chính E Chu đã lần lượt thu mua rất nhiều tập đoàn, công ty, thu lại khoản lợi nhuận vô cùng béo bở và trở thành một cái tên khiến phố Wall phải kiêng dè. Johnny Đặng. Johnny Đặng sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk. Trước khi sang Mỹ, ông đã theo học nghề làm trang sức. Trong hơn 20 năm hành nghề, thợ kim hoàn gốc Việt này đã chế tạo và bán vô số sản phẩm như nhẫn, đồng hồ hay dây chuyền cho những ngôi sao có tên tuổi. Những năm đầu thập niên 2000, Johnny Đặng đã tạo ra một cuộc cải biến mới trong ngành công nghiệp trang sức tại Mỹ với một dòng sản phẩm cho chính anh thiết kế, mang tên Reels, mốt bọc vàng, kim cương, đá quý, cho răng giúp bảo vệ và thẩm mỹ cho răng. Đây là một dòng sản phẩm hướng tới người dùng là những ngôi sao nổi tiếng như các ca sĩ, diễn viên, thường xuyên biểu diễn trên sân khấu và tham gia các sự kiện giải trí. Cơ hội đầu tiên mở ra với Johnny Đặng khi anh hợp tác với rapper Nelly và Paul Wall phát hành video âm nhạc mang tên Reels. Ca khúc khi ra mắt đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía khán giả và đã tạo thành một trào lưu đeo Reels trong giới trẻ tại Mỹ và các nước châu Âu. Sau bản hit này, Johnny Đặng được ví như ông hoàng trang sức xa xỉ và mang về cho anh lợi nhuận hàng triệu đô la. Truyền thông Mỹ gọi anh là ông vua trang sức. Trong gần 20 năm sự nghiệp của mình, Johnny đã phục vụ hàng nghìn khách hàng, trong đó có những nghệ sĩ tên tuổi nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna sử dụng sản phẩm Reels của anh. Charlie Tôn Quý. Charlie Tôn Quý sinh năm 1970 tại Quy Nhơn, Việt Nam, là một trong hàng ngàn người nhập cư Việt Nam tìm cách lánh nạn ở Mỹ trong những năm 1980. Bây giờ, ông là chủ sở hữu của thương hiệu nổi tiếng Chego Nails. Ông Charlie Tôn Quý đã xây dựng dây chuyền làm móng lớn nhất nước Mỹ. Cho đến nay, các cửa hàng Chego Nails làm theo phương thức franchise nhượng quyền của ông Charlie Tôn Quý đã lên tới con số hơn 1.200 tiệm, trải dài trên khắp đất Mỹ. Hầu hết các cửa hiệu của ông đều có mặt trong siêu thị lớn hàng đầu nước Mỹ Walmart, WMT. Và tại California, người Việt làm chủ đến 80% các tiệm nails và tỷ lệ ở toàn quốc là 44%. Hiện tại, với hơn 1.200 cửa hàng nail, thu nhập bình quân của Chego Nails là khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Không dừng lại tại đó, Chego Nails đang tham vọng đưa thương hiệu ra toàn thế giới. Vừa rồi là 6 tỷ phú Việt thành công nhất trên đất Mỹ. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!